cái dòng full gold này thì nói chung nó cũng sẽ giống như những cái dòng cá khác các bạn ơi ví dụ như là cái thằng lutobat nè dòng xanh dòng tím là hiện tại mấy cái dòng này mình thấy nó cá nhiễm khá nhiều riêng cơ bản mình thấy như vậy thôi nha thì nói chung là cũng tùy quan điểm với lại tùy chất lượng bộ cá của anh em nữa còn cái thằng full gold này là mình thấy nó đa số là bị nhiễm nhiễm có nghĩa là cái đuôi nó sẽ đỏ đỏ nè ở trong cái vợt ở đây là mình cho các bạn xem này một vợt cá trống nè trống ở đây thì có một số con nó nhiễm nè đó đa số nó nhiễm cũng khá luôn các bạn ơi là do cái hồ này rất là nhiều rồi à, với lại là có một số con đó là do nó lớn tháng cho nên là nó sẽ bị đỏ cái đuôi như này thì riêng cái trường hợp á khi mà các bạn mua cá ha mà người bán giao cho các bạn những con cá mà đuôi nó những con trống nha ở đây là mình nói những con trống nha những con trống mà cái đuôi nó bị đỏ là một á là con cá trống nó cái sai nó đã là lớn tháng rồi nên là cái đuôi nó sẽ đỏ và cái thứ hai nữa nếu như mà cá tơ đó, là nó sẽ bị nhiễm còn cái trường hợp mà cá trống mà nó lớn tháng thì nó đỏ đuôi thì đó là chuyện bình thường nó cũng không ảnh hưởng gì đâu các bạn à, riêng cái trường hợp mà nếu mà cá tơ đó, cá tơ lên tầm khoảng 2 tháng hoặc là hai rưỡi gì đó thì con trống nó bị đỏ đuôi thì những cá thể đó thì bắt buộc mình sẽ phải loại bỏ ra mình sẽ không dùng nó để ghép sinh sản nha các bạn ha thì ở bên mình thì cũng vậy thôi cá lên là lúc nào là cũng phải lựa ra thì lâu lâu các bạn hay thấy mình đăng những cái combo mà trống nhiễm với lại là trống lớn tháng xíu thì cái đu của nó sẽ đỏ với lại là vây lưng của nó đôi khi nó cũng sẽ đỏ luôn vây lưng thì đó là những con cá mà mình bán để cho các bạn về các bạn thả các bạn nuôi đi sinh cho đẹp chơi thật ra thì những con đó nó không có giá trị đâu các bạn ơi à, chỉ thích hợp cho những bạn nào mà dạng như là muốn thả trên hồ y sinh á với lại những cái hồ xi măng bơi nhiều cho nó đẹp với lại giá thành nó rẻ thôi chứ thật sự là cái nhất là con trống nó cũng không có giá trị sinh sản nè và cái thứ hai nữa là cá nhiễm thì nó cũng không có giá trị gì mấy trơn á đó, nên là những cái combo đó lâu lâu là mình soạn hồ để mình bán cho các bạn á à, Các bạn hay thấy mình bán 50-60 con một trên một combo trên một đơn á Thì ở trong đó là có cá nhiễm với lại là cá lớn tháng Nên là cái đuôi nó đỏ rất là đẹp ha Nuôi thí sinh thì khỏi phải bàn rồi Nó với cái dòng mà tu bát á Nó bị nhiễm đỏ đuôi là nuôi thí sinh là khỏi chơi luôn Còn những con cá mà mình giao cho các bạn theo cặp ha Là bắt buộc không bao giờ bị nhiễm đỏ Hoặc là không bao giờ quá lớn tháng Cái đuôi nó sẽ không có bị đỏ ha Thì trống giao để ghép sinh sản đối với các bạn mua theo cặp á, là mình giao là không bao giờ có những con mà bị đỏ đuôi như vậy trường hợp các bạn về các bạn nuôi một thời gian á, là cái đuôi sẽ đỏ dần theo thời gian có nghĩa là hiện tượng lão quá ở con trống thôi thì đó là bình thường nó không có vấn đề gì nha các bạn ha và cũng như là mình nói lúc ban đầu á cho trống nhiễm á, thì nó sẽ nhiễm ở khi mà cái giai đoạn cá tơ tầm khoảng tháng rưỡi hai tháng là các bạn nếu mà nhiễm là các bạn thấy nó nhiễm rồi các bạn thấy nó đuôi nó bắt đầu nó đỏ rồi thì cá thể đó là những cái thể đó là mình sẽ tách riêng để bán thí sinh cho các bạn hết ha. cho nên là các bạn yên tâm nha